Excited, rất là vui khi mà được mời Suboy tới Barcelona. Tụi mình cũng quay nhiều show rồi đúng không? Yeah. Karaoke. Lúc mà tụi mình còn kiểu rất là ngây thơ, vui vui, tưng tưng. Mấy năm rồi? 2 năm rồi. Yeah, 2 năm. Tụi mình có những cái thay đổi rồi. Yeah. Có nhiều thứ để nói. Giữa đó là mình có một cái chương trình nữa là Sống Phải Chất Lượng. Oh yeah, đi mua áo dài. Anh rất là cảm ơn em luôn luôn happy nhận lời làm những chương trình khùng điên với anh. Không, khùng điên là không có nhận đâu. Nhưng mà lần này chương trình này sẽ uống kiểu biết rồi. Đã đã đó nha, are you ready? Yes, rồi. Wow, cho ăn thêm miếng nữa. Yes. Anh sẽ recommend cho em đi ha. Ok. Mình sẽ ăn starters, mình sẽ thử cái foie gras lollipop Iberica ham. Em vừa mới đi châu Âu về đúng không? Dạ. Chia sẻ cho anh nghe coi là cái cảm nhận của em về cái lần đi châu Âu vừa rồi nó khác với những lần trước như thế nào? Về châu Âu thì tất nhiên là ở Bồ Đào Nha đồ ăn rất là ngon. Hải sản tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Em đi những nước nào? Bồ Đào Nha với Ý. Oh. So Ý thì mình đi Sicily, cái thành phố này cũng cũ. Có nhiều người nói giống như là Berlin 20 năm trước. Mọi thứ nó đều được giữ y nguyên như vậy. Tòa nhà người ta chỉ sửa thôi chứ người ta không có đập xuống và xây lên. Em hiểu hơn về Ý là ở Milan thì không phải là cứ pasta hay là pizza, nhưng mà là risotto. Risotto ở Milan là rất là nổi tiếng, rất là tốt. Thí dụ anh đi lại cái miền khác, like Rome hay là gì đó thì sẽ là pasta. Có cái món nước uống nào ở Ý mà em nhớ không? Em chả biết, em đi đâu em cũng uống whisky thôi. Không đây, anh sẽ serve em hai món. Một cái món whisky là old fashion rồi. Okay. Nhưng mà một cái món đi kèm, một cái món nước rất là Italian, đó là Bellini. Cái Bellini này mình sẽ dùng peach puree nhào xay. Puree là cái gì vậy? Puree là giống như từ trái cây mà mình xay nhuyễn nó ra. Và không bỏ sát nó thì nó sẽ đặc hơn. Là juice là mình ép ra. Then peach syrup, tất cả là peach hết, đào á. Một cái lá thyme. Ở trong cái ly này mình uống bằng cái ly mà khi mà em uống cái ly này giống cái ly gì đó, uống prosecco, champagne, sparkling wine. Ngoài em uống champagne xong em thấy mệt. I don't know why. Cái này là cái thức uống mùa hè của người Ý. Nó có hương vị đào, puree đào, syrup đào, nhánh thyme và thường dùng để uống với appetizers hoặc là top up với prosecco. Champagne là tên của một loại nho ở Pháp. Thì Prosecco là cái tên của cái vùng ở Ý làm cái loại nho này, là cái lượng acid của nó cao hơn. Nhưng mà họ không được lấy tên là Champagne. Dạ. Tại vì mỗi vùng chỉ được lấy cái tên của cái vùng đó để đặt cho cái loại nước đó thôi. Tất cả đều nói chung là Sparkling Wine, là những loại rượu làm từ nho. Sparkling là có gas. Ok, em uống nhé. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh. Mình sẽ đợi cái food chút. Còn rất là nhiều cái loại nước uống nữa mà đi kèm với lại các cái loại món ăn Ý. Ví dụ như là ở đây có Aperol Spritz. Đa số nha, những cái món uống nước uống này nó có sparkling wine hoặc là soda phù hợp với tiết trời nóng mùa hè. Anh thì anh sẽ uống whisky old fashion. Mình sẽ dùng đường. Anh thường thích dùng brown sugar. Và anh sẽ dùng bitter, bỏ vào trong đây. Cái này là bitter orange. Anh có thể ngửi nó có mùi cam. Wow. Mình sẽ cho khoảng chừng 2 giọt. Đó, nó phải như vậy nè. Ok. Ồ, rồi phải dầm ra nữa. Nha, mình dầm một xíu cho nó tan. Tất nhiên là làm bartender được bao lâu rồi? Chắc là mới 6 tháng. À, đúng 1 năm chứ. Làm show này là anh kiểu mỗi đi mỗi nơi là anh sẽ cướp bí quyết một chút xíu.
Về tập này thì anh sẽ dùng Macallan Whisky Triple Cask trộn từ 3 cái loại thùng gỗ sồi khác nhau. Thùng gỗ sồi châu Âu, thùng gỗ sồi của Mỹ đã ủ rượu Sherry, thùng gỗ sồi của Mỹ đã ủ rượu Bourbon. Mỗi một cái mẻ mà whisky thùng gỗ sồi á, người ta lựa ra một vài thùng tốt nhất. Mỗi một cái batch, mỗi một cái mẻ như vậy người ta trộn với nhau thì dùng 3 cái batch khác nhau để được 3 cái thùng này thì nó ra một cái chai. Một shot khoảng 60 ml. Tùy người anh sẽ uống khoảng 60. Là cái này là 45. Cảm ơn anh. Old fashion đơn giản vậy thôi. Chúc mừng em về cái bài sao. Cảm ơn anh. Là sao nào? Em viết cái bài đó từ khi nào? Em viết một năm trước ở Mỹ. Tại vì em ở New York em thấy nó giống ở Sài Gòn. Bây giờ, giờ Sài Gòn đang đi theo chiều hướng đó. Nó sùm tùm lum tùm la, nhưng mà cái điểm khác nhau là ở New York người ta đi bộ, ở Sài Gòn là chỉ có chạy xe máy thôi. Ở phòng đi tôi bây giờ vui thì sao nè? 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 Đời vui thành sao nè? Cái ồn ào nó y như New York, nên em ở New York em nhớ Sài Gòn viết ra bài. Cảm giác của em khi mà cái bài này nó được premiere kiểu worldwide, nó được giới thiệu lần đầu tiên là trên thế giới chứ không phải là ở Việt Nam. Là em là người đầu tiên, kiểu nghệ sĩ Đông Nam Á đầu tiên được kiểu premiere một cái bài hát mới trên radio của Beats One. Em có bao giờ expect kỳ vọng điều đó không? Em không, em chỉ thấy là mình làm hết sức có thể thôi. Rồi xong rồi em cũng thấy là cái bài hát của mình đứng cạnh với lại những nghệ sĩ châu Á khác. Trước khi mà em có những kế hoạch premiere cái bài đó, kỳ vọng của em đối với bài hát này là gì? Nếu như mà không có Beats One Radio, không có premiere worldwide, em không có kỳ vọng, em chỉ có một cái mục đích của cái bài này là để cho mọi người biết là Suboy còn ở đây, Suboy còn rap, Suboy cũng thấy Sài Gòn đang thay đổi giống như cái gì mọi người đang thấy thôi. Tại vì mọi người cũng biết là ok, lâu quá Suboy không có xuất hiện nhiều đồ này nọ, nhưng mà tại vì Suboy giống như là mắc học trường đời một chút xíu. Cái bài đời. Yes. Bởi vì sao nó là một cái thông điệp giống như là tiếp theo với lại đời. Đời thì đời lúc đó là vô thường, vô thường hư không. Làm ơn sống có cái tấm lòng. Dạ. Rồi xong rồi bây giờ làm sao thì ok. Giờ tôi vui thì sao nè. Bây giờ là xả hết rồi, xong rồi. Tôi đã đi một vòng thế giới rồi. Dạ. Quá may mắn. Những cái trải nghiệm đó của em nó có giúp được vấn đề gì để mà khi mà một người nghệ sĩ khi mà họ đi được nhiều nơi, họ xem được nhiều thứ, có giúp được cho em không? Nghệ sĩ thì cũng nên đi đây đi đó biết. Khi mà em nhìn ở bên ngoài rồi em nhìn thấy Việt Nam, tức là cái chỗ em ở so với lại những cái chỗ này, you know, những lịch sử của họ nó như thế nào. Nó có làm cho em bị kiểu hồi xưa em là một cô gái rất là cuồng nhiệt không? Cái chữ cuồng nhiệt nó chưa bao giờ đúng với em. Hồi xưa là em ngây thơ hơn. Ừ thì ai mà chả bắt đầu từ ngây thơ. Dạ không, nhưng mà em thấy bởi vì em có hai cái cá tính là có khi em rất là chill, là em không có cần nhiều, em ngồi một mình thôi là em thấy ok rồi. Có một cái cá tính nữa là tức là những cái mà em khó nói ra ngày thường á thì em sẽ viết vô, và trong khi mà em ở trên sân khấu là ok. Nó giống như cái outlet của em vậy đó. Nếu em không biết chắc em cũng buồn lắm. Anh cũng có coi cái phỏng vấn trên Soul Radio S và Soul Radio cũng có cái điều mà định hỏi em là cái bài này có nhiều bạn comment trong YouTube là không hiểu gì hết tại vì họ không nói tiếng miền Nam. Nó cũng là một cái điều rất thú vị, tức là cơ hội để cho mình giải thích cho người ta. Ví dụ như ok bạn không hiểu thì bạn không hiểu cái gì, có lyrics nè, có thể coi tạo conversation. Sao là một chuỗi cái câu hỏi sư dục ra thôi. Xong rồi sư cũng muốn biết là mọi người nghĩ làm sao, chứ không phải là đây là cái ý của tôi. Em chỉ hỏi rồi xong rồi tất cả mọi người có thể nói sư bơi thấy vậy đúng không, tôi thì thấy như vậy. Lúc đó là cái cuộc hội thoại mới xảy ra. Cho nên em cũng coi mấy comment, em cũng rất là thích. Tại vì có người nghĩ như thế này, có người nghĩ như thế kia, và chúng ta đều ở trong Sài Gòn ngay lúc này, trong thời gian thay đổi. Và tất cả những gì sư thấy, có thể là một vài người cũng thấy là tôi cũng thấy giống vậy, hoặc là nhưng mà cái phần này thì nó như vậy, này kia này kia. Cái bài sao là để tạo ra sự trao đổi giữa mọi người thôi. Tới bây giờ thì cái hiệu ứng của bài đó có làm cho em cảm thấy happy không?
Happy chứ, giống như một cái bài comeback. Trước đây anh từng biết là em có thời gian cũng struggling với một số cảm xúc của mình. Em cũng có chia sẻ, thật ra là tại vì anh biết em thân hơn mọi người. Có những lúc anh thấy thương Su, Su khóc. Em có cảm thấy là em bị đơn độc ở trong cái industry này không? Cái đó là một cái cảm xúc mà nó ẩn, nó hiện. Nhiều khi em thấy là, những cái gì em thấy và những cái gì em nói ra, những cái em ở Việt Nam, cái cách em hành xử này kia thì đôi khi có một vài người thì họ phán xét trước. Có nghĩa là trước khi gặp em, trước khi biết về em thì họ có nói những cái này cái kia. Nhưng mà em nghĩ cái đó là ai cũng vậy thôi, lúc trước mình cũng vậy. Nhưng mà bây giờ em không thấy đơn độc, thật sự là không. Tại vì sau 7 năm em đã có những người bạn đồng hành rất là tốt. Em không thể hỏi cái gì hơn như vậy. Em nghĩ tìm kiếm cái sự chân thành của một người nó cần nhiều thời gian, cần nhiều cái trải qua này nọ cùng với nhau á. Thì bây giờ em đã có được một cái đội như vậy rồi, cho nên em quá vui á chứ. Em thấy là trời, em trân trọng mọi thứ, là ok, em có đồ ăn, em có nhà ở, you know, em ra nhạc, rồi mọi người cũng nghe, có quá tuyệt vời. Philippines, Jakarta, xanh năm lá, anh chị em quay quần ba ba ba. Sài Gòn đi nhiều khi vô sung quá, xin một la trình bày đơn ca. Philippines, Jakarta, xanh năm lá, anh chị em quay quần ba ba ba. Sài Gòn đi nhiều khi vô sung quá, xin một la trình bày. Ayo, nói tôi nghe, sao mà thôi bây giờ F A là nhục nhã nè, sao mà giải thích chuyện mình cho người ta nè, sao mà đang chạy xe đứng lại là xì ra nè, sao mà đóng tiền đóng phạt cả đóng phim nè, đúng như chuyện thì mình im nè. Sao mà giờ năm đông vẫn thấy mình cô đơn, còn sao mà giúp người ta làm một chút xíu là kê đơn nè. Sao mà không biết ý cái thì nhào nhào, sao mà 25 tuổi giấc mơ là chết, bù la ba la riết tất nhiên là hết nè giờ. Sao người ta đang nhui ném đá làm sao, sao còn kêu tôi đến phá làm sao, sao mà không đi học phá má làm sao nè. Hết phần còn rap còn pop vlog drop phùng phùng pop nè. Đâu còn đập hết 6 bức Napoleon cũng mấy cái tượng Pháp. Đêm về hè mình giùm em bên Tata và xe ba gác, hát Hotel California, Paris by night, Hoa Linh Thanh Hà. Âm vâm đi tuy bây giờ vui thì sao nè. Giờ vui thì sao nè. Sao nè. Giờ vui thì sao nè. Ê. Giờ vui thì sao nè. Ê ê. Sao nè. Giờ vui thì sao nè. Đãi đến ngoài đường mà em vô vá xe, đậu xe trước cửa đừng quên nổ khóa nghe. Mà sao em đi đâu đi lăn quanh, sao năm mươi còn hư phanh. Nhanh nhanh khi tăng ca, lo đi nhanh không phanh. Tông mua luôn mà anh 20, ngã tư quận 3, ly cà phê sữa đá, nghe anh thuyền xuất hiện danh ca. Anh gì ơi, mua em đôi ba cặp vé số, để rồi 10 cộng 2 5 một lần trúng số số lại nè. Anh gì ơi, mua em đôi ba cặp vé số, để rồi 10 cộng 2 5 một lần trúng sổ số. Sài Gòn đổi mới thật là nhanh nhanh, ngó trước ngó sau coi chừng đứt phanh, từ sau có sửa xe coi chừng bể bánh, kẹt xe thì quẹo hẻm cho nó. Sáng thứ hai đạp trời, đạp xe về ngã tư quận 3, bánh mì thịt kính mời, mà sao dòng ngoài em ra tại nhà mới đâu mà ra. 8474 đi khắp trốn cũng là về tới nhà, bánh xe đi chắp vá đó là ngày hôm qua. Đứng lại em cô gái, em có nghe tiếng la. Tôi là Pin Jacker xanh năm lá, anh chị em quay quần ba ba ba. Sài Gòn đi nhiều khi vô sung quá, xin bật loa trình bày đơn ca. Nè, đời vui thì sao nè. Đời vui thì sao nè. Hey, đời vui thì sao nè. Hey, đời vui thì sao nè. Hey, hey. Bây giờ vui thì sao nè. 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 Anh nhì ơi, mua em đôi ba cặp vét số, để rồi 10 cộng 2 5 một lần trúng sổ số lại nè. Anh nhì ơi, mua em đôi ba cặp vét số, để rồi 10 cộng 2 5 một lần trúng sổ số. Ê. Đây là trò thần giao cách cảm. Oh.
trước mặt của chúng ta có 3 ly nước thường. Ok. Và 3 ly nước thánh. Ở đây là có những cái câu hỏi, chúng ta sẽ đeo cái găng tay này vào. Thần giao cách cảm, em phải nói là em chấp nhận cái luật chơi này. Em chấp nhận luật chơi này không? Em chấp nhận. Chơi, đeo vô. Cái này tay gì đây? Tay trái. Đổi qua đây hả? Tay trái. Giờ lady first. Okay. Em bóc cái này lên em đọc. Tòa nhà cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. 2, 3. Landmark 81. Dạ. Em định nói cái gì? No, ý em là vậy đó. Em. Cô gái Sài Gòn không hề biết một cái gì hết. No, no. No. Tòa nhà 81 tầng cao nhất, đúng không? Em biết nó là 81 mà em không biết tên gì. Landmark 81. Dạ, yeah, nó ngay liền đối diện nhà em. Em thấy everyday. Một kiến trúc cổ ở thành phố Hồ Chí Minh là bạn nghĩ đến đầu tiên. Từ nha, từ 1, 2, 3. Bác Kiểu Thành. Fine. Ba Son. Ba Son bitch. Kiểu Bến Thành. Bitch. Uống. Em chọn số mấy? 1, 2, 4, 5, 6. Nước gì? Nước thường hay nước thánh? Oh my god. Chúng ta còn 2 thường 2 thánh. I'll read next. You ready? Rồi, chơi bây giờ hiểu rồi. Bring ha. It on. Bây giờ hiểu rồi ha. Ok. Bây giờ mới hiểu đúng không? Ok. Con đường ở thành phố Hồ Chí Minh mà bạn phải dừng đèn đỏ liên tục. 1, 2, 3. Điện Biên Phủ. Ba. Mù đường. Cười con gái Sài Gòn mù đường. Ok, nếu no. How about thôi. Ok, how about Tú Sương đẹp. Tú Sương không có, tôi thường đi cái đường Tú Sương để tôi lắc đèn đỏ. Trời ơi, Sương ơi, come on. Vì cái sự vui tính của em. No. Anh uống với em. Em thấy là em là xui nhất cái đám hôm nay because like em đi học trường Mary về suốt ngày nhé. Suốt ngày cứ You know what I'm saying? That's fucking Tú Sương. Em chạy chiếc xe 50 á hả? Ừ, em có nhìn đèn không? Hay em vượt đèn đỏ? Tất nhiên là no, không bao giờ nhá. Vô, anh chọn cho em một ly, em chọn cho anh ly. Ok. Chọn cho anh ly đi. Anh làm ơn anh muốn cái ly này cho tôi. À, em là uống ly kế bên giùm anh. Chết cha rồi. Cả hai đứa mình cũng đứa thánh luôn. Cái này có ăn gian không vậy? Thì giờ còn 2 ly thì mình chơi luôn, mình biết liền. Nhìn giống như là 6 ly đều là nước thanh. Thì bây giờ uống hết thì biết luôn. Nếu mà anh ăn gian với em có quyền đánh anh. Nói đến một thức uống đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, bạn nghĩ đến món gì? Cà phê. Đúng rồi. Trời ơi, vừa tắt là cái mẹ gì? Biết sao không? Nói cà phê sữa đá là quá cliché. Sao vậy? Tại vì everybody say, oh, tôi hát cái cà phê sữa đá trong like 5 cái bài của tôi rồi. I'll be like, but your tag is the shit. Giải quan cho Dustin. Một cái nữa thôi. Nóng ghê. Con đường nào ở thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là con đường có lá me bay? 1, 2. 3. Đồng thời. Em đi xa anh qua. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi. Nói nghe nè, công ty em ở đường Nguyễn Du. Có mê bay ngay không? Ngay trên tầng 1 đó là nguyên một cái cây me mà anh có thể hái every day. Em cứ đi đó. Tại vì tụi mình cùng sai. Đồng khởi với Nguyễn Du đâu có giống nhau đâu. No, Nguyễn Du là quá đúng. No, ở đây không có đúng chứ sai. Ở đây là cái đường Đồng Khởi nó cũng có cây me. Mai anh tìm cho em cây me như Đồng Nguyễn Khởi. Nguyễn Du, I show you a cây me in Nguyễn Du. And I'll show you a cây me in Đồng Khởi, ok? No bullshit. Bullshit rồi giờ sao, ăn đục. Thì anh mua cho em nguyên cái cây me luôn. Thấy chưa? Anh thực tình mà. Nước. Trời có 3 ly thường, 3 ly thánh thôi. Hên đó nha. Chơi xong không thấy hiểu gì Sài Gòn hết. Khi mà em quay lại khán giả, tất nhiên là ai cũng mong chờ là Suboy sẽ
tiếp tục ra thêm sản phẩm. Vậy thì những sản phẩm tiếp theo của Su sẽ có màu sắc như thế nào? Những cái bài mà em viết bây giờ nó rất là rộng. Mỗi bài nó sẽ là một cái góc nhìn khác của trong cuộc sống, hoặc là một cái hiểu khác của em. Ngoài cái chuyện mà ok mình vẫn về cái mình muốn cái gì, nhưng mà mình cũng học lại từ đầu những thứ mà mình không biết. Mọi người biết đến em là biết đến rapper, nhưng mà em lại đại diện cho một cái dòng rap mà nó rất là tích cực. À bây giờ thì nó tích cực tại vì em muốn còn hồi trước chứ không? Tất cả những sự kiện về thành bại nó giúp em được như hôm nay. Em đã thay đổi cái cách nhìn về cuộc sống, thay đổi cái cách mình thấy về mọi thứ. Chấp nhận hơn chút. Chấp nhận hơn một chút có nghĩa là... Chấp nhận giống như là mình biết là mình đang ở đâu, và cái chỗ này nó đang như thế nào, nó nằm trong vị trí như thế nào. Về cả lịch sử và tương lai để mình thấy hiện tại. Anh lại nghĩ là phải có một cái tình yêu gì đó đặc biệt có thay đổi được con người mình chứ. Đúng không? Thường là special event sẽ có một cái người nào đó mình thật sự một người chưa tưởng. Chắc là đã thay đổi được thật sự, nhưng mà thấy rất là nhiều người, thí dụ như một người thương đó với lại một người bạn tốt, đồng nghiệp, một người cộng sự. Nếu nhiều cái nó hỗ trợ cho mình để mình thay đổi cái suy nghĩ và mình có thể tích cực hơn. Trong cái community của em hiện tại hip hop ở Việt Nam, em có nghe nhiều không? Thích những cái tên tuổi nào mới? Mới thì cũng mới lắm, nhưng mà ai cũng biết là Đạt, phải Đạt Mania. Cái cách nó xếp vần rất là hay. Em đã tốn một cái khoảng thời gian rất là lâu để mà tìm hiểu coi ok tiếng Việt á thì mình sẽ sắp xếp nó như thế nào để cho thứ nhất đừng có nghe sến, thứ hai đừng có nghe cliché giống như hai chữ cuối ai. Ví dụ cái gì là cliché, cái gì là sến? Ví dụ for example, okay. Ví dụ cái vần nào thường là sẽ dùng nhiều người dùng? Ba cái từ giống như là đam mê hay là you know, những cái từ mà rất là cliché và cliché. Thí dụ như những từ nào là khó? Phần ít. Oh yeah. Nhiều lắm. Oh, I love tuyết bít, by the way. Oh yeah. new vocab. Tuyết bít. I love tuyết bít. Em viết một cái bài rap như vậy khoảng bao lâu? Em có phải viết xong rồi sửa hết mọi thứ là khoảng bao nhiêu lâu là xong một cái bài? Trời ơi, tùy lắm. Có những bài em viết liền cái xong. Bài sau là em viết từ đầu tới cuối xong. Còn có những cái bài là em ngâm cho mấy năm quay lại rồi mình vẫn chưa tìm được cái topic này như thế nào, mình lại ngâm tiếp. Còn có những bài mà ok mình sửa tại vì lúc đó cái suy nghĩ của mình nó đã khác. Ví dụ để qua năm này qua năm sau cái nhưng mà tôi nhận thấy là như thế này cho nên sửa lại chút xíu. Ở Mỹ người ta nghe premiere một cái bài hát mới trên radio thường xuyên, nhưng mà ở đây Việt Nam không có cái điều kiện nghe radio như thế, tất cả mọi thứ là lên YouTube. Nhưng mà cái bài hát của em lại chọn cái cách là premiere radio. Lúc đó em có sợ là chỗ người ta nghe người ta không hiểu gì hết tiếng Việt mà còn rap nữa? Tiếng Việt người ta nghe mới hay chứ. Hay hả? Thứ nhất là người ta không cần hiểu cái gì, nhưng mà vì cái flow đó đã giữ họ lại. Dạ. Yeah. Xong rồi sau đó nếu mà lại nó nói gì vậy, rồi xong rồi tìm tới lyrics, rồi dịch ra, mình có bản dịch mà. Anh trực tiếp cũng nghe cái đoạn phỏng vấn đó và anh thấy phản ứng của họ kiểu wow, tiếng Việt. Họ không hiểu nhưng mà họ rất là appreciate. Em biết tại sao em biết được những cái điều này không? Tại vì khi em đi South by Southwest, hội nghị âm nhạc lớn nhất của Mỹ, em đi cả 2 năm lận. Nên em thấy những người rapper là cả Mông Cổ nhá, Pakistan, Afghanistan, rất là nhiều rapper rất là giỏi. Sau đó em trở về Việt Nam em mới thấy là ok, you know, mình cũng làm thấy ổn. Chứ không phải là vì mình đã expect cái gì nó có sẵn. Giống như là những người trong cái industry thì mọi người thấy là you know, nó rap thôi, cho nó vô rap, vô cái bài pop, xong rồi mình nhảy, you know, like, nó không phải như vậy. Em có nhớ hết tất cả lời bài hát, từng bài mà em viết không? Từ hồi xưa tới bây giờ. Em sẽ nhớ hết. Ok. Yes. So bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi. Ok. Finish the lyrics. Trò chơi này, anh sẽ bật cho em nghe một cái đoạn bất kỳ, nó kết thúc ở một cái điểm vô chừng. Sure. Và em phải hát tiếp cái đoạn rap đó để coi em hát có chính xác không. Chấp nhận lực chơi quốc luôn. Ok. Bao nhiêu
nhiêu năm thở thở mẹ cho, biết bao nhiêu con phải trở dậy từng ngày, thức bao nhiêu đêm, suy nghĩ từng giờ, vì ai đứng mong mong chờ, vì khắc đến như cơn gió, cứ như người về ra dừng qua, về ra dừng qua. Ok, let's see. Tại sao mà biết mấy cái bài mà tôi ít diễn vậy? Cái chuyện đó không cần phải biết. Cái nhiệm vụ của Superboy là trả lời đúng câu hỏi. Vâng, hồi nãy khá đúng đấy, đúng không? Let's see, và cái bài đúng không nha? Bởi vậy, chạy nhanh thì mau tiếng, dừng chân lại danh lười. Giỏi quá! Đây là bài Away. Away là một cái kỷ niệm rất là... Oh my god! Hồi đó suốt ngày cứ viết đi thật xa, đi thật xa. And then cuối cùng là đi thật xa thiệt. Xong rồi bây giờ bà về lại Sài Gòn, viết về Sài Gòn. Cái đúng rồi, cái đó là một cái trình tự bình thường. Khi còn trẻ, mình muốn đi xa. Yeah, mình muốn lại biết thêm, biết về thế giới. Và đây là album Walk. Năm 2010. Walk là đi bộ thôi. Và bây giờ là một bài tiếp theo. This is like JoJo or something. Trời đất ơi. Oh my god. With me, yeah baby that's right. Looking baby, you looking so fly. So excited, people dancing over here. Now flexes, she flying by. Gotta get the girl with the fancy car. Buy me a drink, smiling from the bar. Texting me, baby you're so pretty. Talk to me, baby this. You forgot. Đó là phần verse 1 đúng không? Yes. Xấu hổ. Đi vô club. Mời rượu nè. Ê con gái không có nhảy vậy. Ok. Hát chân vô. Yeah baby that's right. Looking fab, yeah we looking so fly. So excited people dancing over here. He riding by. Think it's so adorable. Gonna get the girls by fancy car. Buy me drinks, money from the bar. Texting me, baby, you're so pretty. Talk to me, baby. This is so cheesy. Nghe lại còn tự thấy mắc ói không? This is so cheesy. This is so cheesy. Món starters, chúng ta có foie gras lollipop. Cái phần ở ngoài này là nó được bọc bởi cái sauce củ dền beet root glazed. Oh, hàng chi màu đẹp quá. Yeah, nó làm thành một cái cây như kẹo lollipop á. Ok. Còn cái phần này là Iberico ham với lại sea foie gras. Ở dưới nó có cái lớp bánh tart. Ở trên là Iberico ham, ở giữa là seared foie gras. Cuối cùng là cái lớp crackers. Right. Hai cái món này xong rồi đi với cái bellini này, nó sẽ làm cho cái béo của cái foie gras nó đi với cái thanh nhẹ nhẹ của bellini, nó sẽ dễ chịu hơn. I see. Bởi vì những món này nó rich. Is it good? Yeah. Okay. Purple. Oh, như ở dưới là cái loại berry. Unlike a lollipop, it doesn't stick. Hơi béo mà. By the way là hôm nay chúng ta sẽ uống, nhưng mà anh cũng muốn là dẫn em đi một vòng để giới thiệu cái nhà bếp. Oh yeah. Bởi vì ở đây có một cái món rất là đặc biệt. Đó là cái món bistecca fiorentina. The T-bone? Yes, T-bone được làm theo phong cách của vùng Florence. Em sẽ được vô tận bên trong cái phòng lạnh đang trữ mấy cục thịt T-bone và xem cái lò nướng bằng than. Là cái cách mà người ta sẽ nướng trong 15 phút, miếng thịt nó cháy xém, nó có cái lớp char grill đó, khác với là nướng bằng điện. Ok. Ok. Yeah, let's go. Welcome Superboy to the kitchen. Thank you. Đây là cái nơi mà all the dirty works happen. Cooking, grilling, storing. Là cái tủ đông. Có gì bước vô tủ đông chưa? Yes. Của kem được. Tủ đông thịt. Em sẽ nhìn thấy cái miếng mà T-bone. Anh ơi, T-bone nằm ở đâu?
That's the T-bone. Là mình sẽ ăn cái món T-bone. T-bone này nữa. Bistecca Fiorentina. Còn cái này là cái tomahawk đúng không anh? Tomahawk là cái có những cái sườn mà nó chĩa lên, nó nhìn giống như cái đầu tomahawk, em nhớ không? Còn cái T-bone là nó một bên là sirloin, bên là tenderloin, hai cái thịt phổ biến nhất mà người ta ăn. Mình có cả hai trong một cái miếng T-bone. So T-bone là một trong những loại thịt mà ngon nhất. Bởi vậy T-bone mới là mắc nhất luôn. Anh sẽ dẫn em ra ngoài đây. Ủa phải. Bên đây là cái lò nướng bằng than, cho nên nó sẵn sẽ có cái char grill trên cái miếng thịt, nó cháy xém á. Ok. Thì lát nữa em ăn em sẽ cảm nhận được nó có phần cháy xém rất là rồi con đến vui cả nhà mẹ ơi. Đâu phải là chữ đầu đời, vẫn mừng khúc xiết dù biết lời nói đầu thường là ba. Mà gia đình ta đáng giá và mấy cuộc đời người ta, không tin sờ tay ra đếm bao nhiêu người mới tới lượt ta chứ. Đến khi tôi trôi đi thật xa, tôi biết mẹ hiểu nhưng mẹ không nói. Đằng nào nó bên mẹ nhà người ta ý kiến ý cò ý kiến cứ nhầm nhò ngân thì bước đến bóp cò, thay vì đứng đó nói mò đi ra từ hẻm nhỏ gàng to. Để con nhỏ răng thỏ ăn nhiều cỏ chân á, ai suy nghĩ nhiều được mất thì cuộc đời vẫn cược. Tôi cược con thuyền, tôi là biên tập viên cho con thuyền vượt sóng. Một ngày nóng tôi cược cả khúc sông cả biển rộng. Và lời người ta nói tao mà người ta hiểu hay không hiểu, đời tôi cũng vậy, người ta hiểu hay không hiểu. Người ta hiểu hay không hiểu, đời tôi cũng vậy, người ta hiểu hay không hiểu. Người ta hiểu hay không hiểu, đời tôi cũng vậy, người ta hiểu hay không hiểu. Say what? Người ta hiểu hay không hiểu. Everybody sing it too. La la la, la la la, la la la, la yeah. Tôi đôi mắt sầu, ông trời mới cho tôi đôi mắt sầu dầm cho thấu. No 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 no, there I go. Papers on the desk, wait for me to roll. Để là nắng mà là nắng, mưa mà là mưa. Hôm nay nắng đã nhìn thấy mưa. Chưa bao giờ hai người gặp nhau, TV đời cũng cũng vẫy màu. Còn lại màu xám cứ để hay đời chìm sâu. Hay đời còn lâu, nếu mày là Bieber tao là Easy Rock. Nếu mày là Rocker tao là Chili Peppers. Nếu mày là Rider, hi. Tao là Schumacher nếu mày muốn say hi. Spaceship, see me from the sky all day. Stay fly, stay high on now. All day, stay fly, stay high on now. All day, stay fly. Đó xin nói tiếp nha. All day, stay fly. All day, stay fly, stay high on night. 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 Người ta hiểu hay không hiểu, đời tôi cũng vậy, người ta hiểu hay không hiểu. Người ta hiểu hay không hiểu, đời tôi cũng vậy, người ta hiểu hay không hiểu. Dustin hiểu không? Người ta hiểu hay không hiểu, đời tôi cũng vậy, người ta hiểu hay không hiểu. Người ta hiểu hay không hiểu, đời tôi cũng vậy, người ta hiểu hay không hiểu. La la la, la la la, la la la, la. Sing it, sing it. La la la, la la la, la la la, la. Thank you.
god, một cái không gian rất là đặc biệt của Bar Life. Đây là trò chơi về Dance Battle. Dustin và Suboy sẽ lật ra những cái lá thăm đằng sau lưng và chúng ta sẽ nhảy đi chợ Bến Thành trả giá bị hố. Đi chợ Bến Thành trả giá sao? Chết rồi bị hố. Chửi thề. Bị hố. Trả giá, Su trả giá, ok, chịu chịu, Su trả giá lại. Su Boy là người đi mua hay là người đi bán? Tôi là người đi mua. Bây giờ trả giá chịu chịu, ok. Em biết có chỗ hay hơn, ok, em bỏ đi chị. Chị không thèm kêu em, âm lại. Thay bóng đèn bị điện giật. Người điều khiển giao thông mà mê điệu phố. Lắm nha, rất Saigonese. Đọc đi. Đọc đi. Tập thể dục ở công viên Tao Đàn. Bất chợt bị đau bụng. Về đi. Vô. Dạ, anh ơi. Sợ vậy. Câu hôm nay rất là vui bởi vì Suboy đã đến Bar Stories ở Namo Tuscan Grill ăn thử những cái món ăn, uống thử mấy cái đồ uống sao ngoài xỉn luôn. That's Nguyễn thì Justin represent. Nhìn em xoay, nhìn em xoay. Và thank you Gita, Danh the và best. Ca Hôn, Duy. Hy vọng là sẽ được Vinh Hạnh mời Boy đến với Bar Stories lần nữa. Biết sao hôm ra nhạc mới là sẽ gặp nữa thôi. Ok, thank you. Nói tới Bar Stories. Vô đây là chỉ có chết. Ai mà có hình tượng để mà giữ. Đừng tới đâu. Tại sao cái cá tính của mình mỗi người sẽ bộc lộ khi mà họ xỉn. Dustin, I love you. You my bitch. But you fucking bitch. Nếu như mọi người không có subscribe Dustin on the go, then you're on the low. Tại vì Super nói vậy. Thank you.